Xin chào các bạn, nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy chưa đăng ký để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh. Trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dự án AROS đến từ Soulwinter. Để tham gia dự án AROS này thì mọi người sẽ vào link dưới phần tả cho mình. Sau đây mình sẽ làm các nhiệm vụ trên Telegram của mình nhé. Sau khi vào đây bấm bắt đầu mình. Rồi sẽ bấm con tin. Ở đây mình sẽ nhập mã cấp ca cho mình nhé. Rồi. Tiếp theo mọi người sẽ phải join vào kênh group và kênh channel Telegram. Bấm tham gia kênh này, sau đó chat cho mình từ đây. Ok, quay trở lại, ra vào kênh channel Telegram. Bấm tham gia kênh. Rồi, quay trở lại. Bây giờ bấm vào Twitter, follow, like, retweet ở kênh Twitter. Ở đây bấm theo dõi kênh Twitter cho mình. Sau đó kéo xuống dưới bài đăng. Mọi người like và retweet lại bài đăng. Ok, quay trở lại AROS. Tiếp theo follow kênh Medium. Ở đây bấm theo dõi kênh Medium cho mình. Bấm follow kênh Medium. Rồi, sau đó quay trở lại AROS. Giao vào kênh Discord cho mình. Ở đây bấm chấp nhận lời mời. Sau đó tích vào một cái hành động giữa cùng rồi nhá. Tích vào bấm mũi tên này. Sau kéo xuống dưới bấm tích vào ô vuông. Sau đó bấm hoàn thành. Rồi kéo sang phải này. Quay trở lại AROS. Bấm vào check cho mình. Ở đây mọi người sẽ nhập username kênh Terra. Mọi người vào đây cho mình nhá. Bấm gửi cho mình. Rồi. Tiếp theo follow, like và retweet là kênh Twitter. Ở đây mà copy profile link kênh Twitter của mọi người gửi vào đây cho mình nhé. Bấm gửi cho mình. Rồi. Tiếp tục mọi người copy profile link kênh video. Ở đây mà quay trở lại kênh video này. Sau đấy mọi người sẽ bấm vào ba gạch ở đây. Tiếp đến bấm vào avatar. Ở đây bấm vào username. Mọi người sao chép profile link kênh Medium của mọi người vào đây cho mình nhé. Rồi sau đó gửi vào Telegram. Ok. Tiếp theo là do vào kênh Discord. Mọi người copy username kênh Discord. Ở đây mà quay trở lại kênh Discord cho mình. Bấm vào đây cho mình nhé, avatar này, sau đấy sao chép username kênh Discord. Sau đấy mình sẽ gửi vào Telegram cho mình. Đây mọi người sẽ gửi vào đây cho mình. Ok. Nhiệm vụ cuối cùng là mọi người sẽ gửi địa chỉ ví cho mình nhé. Ở đây mọi người sẽ copy địa chỉ ví solet.io cho mình nhé. Mọi người sẽ vào ví Solet cho mình. Ok, vào đây. Mọi nhập này, bấm unlock này. À, sau đấy mọi người sẽ vào đây, mọi người sao chép địa chỉ ví mình, bấm vào đây. Mọi người sẽ bấm vào đây, sau đấy bấm register. Sau đây sao chép địa chỉ ví. Ok, quay trở lại AROS. Gửi địa chỉ ví vào đây cho mình nhé. Ok, ở đây bấm Z. Rồi. Và cuối cùng, mọi người sẽ có một link red, mọi người chia sẻ bạn bè, người thân để tham gia dự án AROS này mọi người nhé. Bấm vào withdraw kèm trang ngày rút tiền và bấm vào đây để mọi người refresh balance token mọi người nhé. Withdraw này. Đấy. Với dự án này, mọi người sẽ nhận được là 1.000 token Winster mạng Solana mọi người nhé. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video. Tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người những video dự án tiếp theo.